nhiều đoạn trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội bị rào tôn chiếm gần hết lòng đường, khiến giao thông tắc nghẽn kéo dài trong buổi sáng đầu tuần. Lòng đường Nguyễn Xiển bị rào tôn từ nhiều ngày nay với nhiều điểm rào chắn, có vị trí chiếm hết 2/3 lòng đường. Tuy nhiên đến sáng 7 tháng 11, đơn vị thi công mới bắt đầu làm việc, gây cản trở giao thông nghiêm trọng đoạn từ Nguyễn Trãi đến Linh Đàm. Người dân đi đường vô cùng bức xúc khi phải đi qua tuyến đường đã tắc lại càng tắc này. Quê tôn này thì lâu lắm rồi, thấy khó chịu lắm, suốt ngày tắc đường, mệt lắm. Người dân đi tắc suốt, gần như là không đi được, những lúc mà cao điểm hoặc là xe đông ấy, không đi được luôn. Có khi cả giờ đồng hồ, hơn giờ đồng hồ đấy, qua được cái đoạn đường bị tắc này. Mình thì mong muốn là nếu mà có công trình làm thì mong là họ làm cho nhanh, rút đi để thông thoáng đường, đi cho nó dễ. Một cái điểm quây tôn chiếm 2/3 đường là gần chỗ ngõ 300 này. Ít nhất là anh chỉ quây khoảng 1/3 hoặc đến 1/2 nó cùng đây, quây 2/3 đường rất là gay go. Bây giờ bà con như thế này là nhất buổi sáng ra là đi không bị tắc hết. Được biết là các vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Xiển là để phục vụ thi công một số hạng mục của dự án nhà máy nước thải Yên Xá do nhà thầu Nhật Bản triển khai thi công. Bắt đầu thực hiện từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024. Chủ đầu tư thực hiện dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội. Liên quan đến việc ùn tắc tại khu vực này, Chỉ huy đội Cảnh sát Giao thông số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã có kiến nghị đề xuất phối hợp với các cơ quan như Thanh tra Giao thông và lực lượng khác của Sở Giao thông Vận tải, ra soát kiểm tra tại khu vực thi công để đưa ra giải pháp phương án xử lý.